Đây nhờ, đây là con V50 bị mật khẩu màn hình nhé. Đấy, tắt nguồn đi này. Tắt nguồn này. Đấy, bật nguồn lên nhá. Vào chế độ Factory nhé. Bấm nguồn lên như thế này. Xem nó đồng nha. Và dịch có lý vào đây nhá, xóa này. Đấy, họ đòi mật khẩu nha, không ăn không bấm được. Đấy. Giờ mình sẽ mở mật khẩu nha. Này chắc là phải mất mất tiền. Đấy nha, mình mở bằng Windows luôn nha. Đây nha, bảo nó cool nha. Chỉ có Vivo vô người lên. Đây nha, Factory Reset nha. Bây giờ Factory Reset tiếp theo là này cũng được. Bấm nút volume xuống này, cầm cáp vào này. Chạy này, máy nhận. Rồi, ok nha. Nhè xong, báo xong rồi nha. Chúng ta này, bật nguồn này. Hai cái này. Quay quay đi xem. Ôi rồi, chú cắt.
ok nha. Và đồng ý bỏ qua. Ok luôn, ok tê lê tê lê.